Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luận đoán về tử vi chọn đời tuổi Quý Mùi, sinh năm 2003, năm Mạng. Nhìn chung Quý Mùi năm Mạng được nhiều hay đẹp về học hành và công danh sự nghiệp. Tình duyên có hơi trắc trở, nhưng rồi mọi chuyện sẽ đi qua. Mọi chuyện được như ý từ năm 29 tuổi trở đi. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi vận trình chi tiết của tuổi này để có thêm được những sự chiêm nghiệm và cái nhìn đầy đủ nhất về số phận cuộc đời của mình. Xin mời tất cả quý vị. Gia chủ Quý Mùi sinh năm 2003, nam Mạng, có cung mệnh thuộc cung chấn trực kiên, mạng dương liễu mộc, khắc lộ bằng thổ, con nhà thanh đế trường mạng, xương con dê, tướng tinh con cọp, ông tử vi độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm cuộc đời nam Mạng Quý Mùi qua bài thơ sau. Quý Mùi cung cấn trực kiên là cây dương liễu hiên ngang giữa trời, sanh đẳng tháng riêng tháng 2, mùa đông cũng tốt, tự nhiên thanh nhàn. Lỗi sinh thu hạ bẽ bàng nên người khổ não khiến chàng cực thân, anh em xung khắc chẳng gần, người ngoài khắc họ lại thương mến mình, tuổi trẻ vất vả linh đinh, giàu sang phú quý để dành vận sau. Số người sau có đất điền, nhà cửa mua sắm tự mình làm ra, tuổi nhỏ chớ khá bôn ba, trở về vận cuối mới là thành thơi. Tổng quan, cuộc đời nam Mạng Quý Mùi trải qua nhiều sóng gió ở tiền vận. Phải đến năm 29 tuổi trở đi mới được đủ đầy sung sướng, sự nghiệp được vẹn toàn bằng chính năng lực của bản thân. Nhờ những tri thức sẵn có, thông minh và sự nhẫn nhịn chịu đựng mà công danh được gây dựng vào năm 26 tuổi, họ có địa vị nhất định trong xã hội, công danh sự nghiệp có thể chạm tới đỉnh. Nhìn chung Quý Mùi nam Mạng được nhiều hay đẹp về học hành và công danh sự nghiệp, tình duyên có hơi trắc trở, nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua đi, mọi chuyện được như ý từ năm 29 tuổi trở đi. Những người này có số hưởng thọ từ 76 đến 83 tuổi. Những người hiền lương, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tình duyên, chuyện nhân duyên của nam Mạng Quý Mùi được chia ra làm 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 5, 6 và 11 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những người sinh vào các tháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12 âm lịch, tình duyên phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Nam Mạng Quý Mùi sinh vào các tháng 2, 9 và 10 âm lịch sẽ là những người may mắn. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc đến trọn đời cùng ý chung nhân duy nhất của mình. Để chiêu đón những mối lương duyên tốt đến với cuộc đời mình, giúp vận trình tình duyên ngày càng khởi sắc, bản mệnh có thể sử dụng vòng tam hợp Hợi, Mão, Mùi phù trợ cho tuổi của mình. Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp địa chi, Hợi, Mão, Mùi, tam hợp mộc cục, dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long, kết hợp khéo léo với 3 viên đá mã não, mang lại sự sang trọng quý phái cho người sử dụng. Hơn nữa trên 3 viên đá mã não này còn có khắc hình 3 linh vật, Hợi, Mão, Mùi, giúp quy tụ năng lượng tam hợp, chiêu quý nhân, vận may và tình duyên tốt lành đến với người đeo. Đặc biệt, vòng được khai quang trì chú để tăng thêm linh khí, sự may mắn, bình an và trở thành một vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý gia chủ hữu duyên, hãy thỉnh để cảm nhận sự ứng nghiệm cho bản thân của mình. Gia đạo công danh. Gia đạo của nam Mạng Quý Mùi không được hoàn toàn tốt đẹp, công danh rộng mở sáng lạn nếu bạn biết nhìn nhận vấn đề, kiên trì, chịu đựng mọi khó khăn, gian khổ. Từ 28 và 29 tuổi trở đi sẽ gặt hái được thành quả về công danh, cũng từ đó gia đạo mới được đầm ấm, yên vui. Tài vận hạn hẹp từ năm 24 tuổi đến năm 30 tuổi, phải đến khi sự nghiệp được vẹn toàn vào năm 34 tuổi thì khả năng tạo ra tiền bạc mới dễ dàng. Tuổi hợp làm ăn. Nam Mạng Quý Mùi nên lựa chọn các tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Quý Mùi, Ất Dậu, Đinh Hợi và Kỷ Sửu để cộng tác trong công việc thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, tránh được rủi ro, mang lại nhiều kết quả, thu về lợi nhuận. Lựa chọn vợ chồng. Muốn vợ chồng sống hạnh phúc, vinh hoa phú quý, công danh tiền đồ rộng mở sáng lạn, con cái đề huề, không phải lo nghĩ về bất kỳ một vấn đề nào thì nam Mạng Quý Mùi nên lựa chọn kết hôn với những tuổi hợp với mình cả về tài lộc và tình duyên như Quý Mùi, Ất Mùi, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Tân Mão, Tân Tỵ và Kỷ Mão. Vợ chồng vẫn mặn nồng tình cảm nhưng tiền bạc thì chỉ vừa đủ chi tiêu, chưa chạm được tới sự giàu sang quyền quý khi bạn nên duyên chồng vợ với các tuổi Bính Tuất, Mậu Tý và Nhâm Ngọ. Kết hôn với tuổi Giáp Thìn, Canh Dần, vợ chồng hòa hợp không thể tránh khỏi những mâu thuẫn cãi vã. Nếu như cả hai vợ chồng biết nhường nhịn, lắng nghe thì mâu thuẫn khó khăn nào cũng có thể giải quyết, vượt qua.
vào những năm xung khắc trong chuyện lương duyên, đó là vào các năm tuổi 19, 25, 31, 37, 43, 49 và 55 tuổi, bạn không nên tiến tới hôn nhân trong thời gian này. Năm Mạng Quý Mùi sinh vào các tháng 3, 5, 6, 7, 11 và 12 âm lịch, thường có số đa thê hay gặp nhiều khó khăn trắc trở trong chuyện thành gia lập thất. Tuổi Đại Kỵ, Quý Mùi Nam Mạng không nên cộng tác trong công việc hay nên duyên chồng vợ. Với các tuổi Nhâm Thìn, Canh Thìn, bởi hai tuổi đó xung khắc, nếu kết hợp sẽ không đạt được hiệu quả cao. Gặp tuổi Đại Kỵ, mọi chuyện phải hết sức thận trọng, giản dị. Nếu chót lỡ yêu nhau, mới biết phạm tuổi Đại Kỵ và hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân, thì không được tổ chức cưới hỏi linh đình, rầm rộ, mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có thể chung sống với nhau đến trọn đời. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, sống lương thiện, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức thì mọi chuyện xấu sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất, năm Mạng Quý Mùi có đại hạn vào các năm 26, 32, 38 tuổi, bạn cần hết sức thận trọng trong mọi việc, đề phòng những chuyện bất lợi, rủi ro, đau ốm, bệnh tật, tai ách bất ngờ xảy đến. Công danh sự nghiệp tài vận không được hanh thông, suôn sẻ vào những năm này. Chuyện tình cảm và gia đình có nhiều bất hòa. Những ý tưởng mới, những dự định lớn bạn nên để năm này qua đi rồi hãng thực hiện sẽ thu được kết quả như mong muốn. Bên cạnh đó, bản mệnh có thể đem đến bát bảo tâm kinh để nương nhờ sức mạnh Phật Pháp, giúp vận thế luôn được yên ổn, bình an. Đây chính là pháp bảo hàng đầu của nhà Phật, thân chủ mang theo sẽ như có Phật che chở độ mạng, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Vật phẩm chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là tám pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng, có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, đạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Nếu xuất hành đi xa hay cần thực hiện những việc lớn quan trọng, thì năm Mạng Quý Mùi nên khởi hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thuận buồm xuôi gió, thu về nhiều kết quả, vạn sự như ý, đại cát, đại lợi. Diễn biến từng năm, từ năm 24 tuổi đến năm 27 tuổi. Năm 24 tuổi, chưa có thành quả nào đáng kể nhưng phải chú ý trong chuyện giao thương và tình cảm vào tháng 6 và tháng 9 âm lịch. Năm 25 tuổi, phát đạt về công danh và tài vận, nhất là vào tháng 4, tháng 7 âm lịch, các tháng còn lại bình hòa. Có nhiều thành công về tài chính vào tháng riêng, tháng 4 âm lịch của năm 26 tuổi, công danh tiến triển vào tháng 7, tháng 8 âm lịch. Những tháng đầu năm của năm 27 tuổi có phần hơi xấu, nhưng đến những tháng cuối năm sẽ có nhiều chuyện hay đẹp. Từ năm 28 tuổi đến năm 35 tuổi. Năm 28 tuổi, công danh tài vận có tiến triển tốt, có thể thắng lợi trên mọi khía cạnh trong cuộc sống, nhưng chuyện tình cảm có nhiều khúc mắc, nếu không thu xếp ổn thỏa thì mọi chuyện sẽ tan vỡ. Có vận may vào tháng 6, tháng 9 và tháng 12 âm lịch của năm 29 tuổi, những tháng còn lại không được tốt nên cẩn trọng hơn trong quản lý chi tiêu tài chính. Có hạn vào tháng 8, tháng 11 của năm 30 tuổi, cần tránh xuất hành đi xa và phải xem xét mọi vấn đề thật kỹ lưỡng kẻo mọi chuyện sụp đổ hết. Năm 31 tuổi và 32 tuổi, khó khăn cực nhọc, có thể bạn sẽ phải có nhiều điều tiếng thị phi, công việc không được suôn sẻ ngoại trừ tháng 10 và tháng 12 của năm 31 tuổi, tháng 6 của năm 32 tuổi. Năm 33 tuổi, nửa đầu năm bình thường, cuối năm tiến triển rõ rệt. Đến năm 34 và 35 tuổi, có nhiều cơ hội cho công danh, sự nghiệp, tài vận và địa vị đi lên. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi, mọi chuyện được thuận lợi, suôn sẻ,
công việc tài vận của năm 37 tuổi không vượt qua được ngưỡng khá. Sang năm 38 tuổi và 39 tuổi, nắm bắt lấy thời cơ, tận dụng hết những gì mình có sẽ mang lại thành quả ngoài sự mong đợi. Đến năm 40 tuổi, tình cảm, tài vận gặp nhiều may mắn. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, có hạn vào tháng 3, tháng 5 của năm 41 tuổi, phải chú ý trong việc đi lại hoặc có chuyện phiền muộn trong gia đình. Năm 42 tuổi, đạt nhiều thành quả trong chuyện tình cảm và địa vị, nhưng tài lộc chỉ ở mức độ trung bình. Năm 43 tuổi, gặp nhiều khó khăn, phải kiên trì và nhìn nhận vấn đề thật đúng đắn để đưa ra phương pháp giải quyết hợp lý thì mọi sự mới nhanh chóng qua đi. Năm 44 tuổi, chỉ cần cẩn thận trong công việc vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Đến năm 45 tuổi, mọi chuyện đều bình ổn nhưng đều cần dành nhiều thời gian để quan tâm đến gia đình và con cái. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi. Năm 46 tuổi, gia đình êm ấm hòa thuận, có nhiều niềm vui từ con cái, tài lộc bình hòa. Sang năm 47 tuổi và 48 tuổi, công việc tài lộc có nhiều tiến triển. Đến năm 49 tuổi và 50 tuổi, ổn định, phải chú ý nhiều hơn đến con cái. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, năm 51 tuổi, phải cẩn trọng trong việc đi lại, giao thương, kẻo đau ốm, bệnh tật, hao tiền tốn của. Tháng 5 của năm 52 tuổi và tháng 9 của âm lịch của năm 53 tuổi, không tránh được mất của, phải thận trọng trong mọi việc vào tháng 6 và tháng 9 âm lịch của năm 54 tuổi, tháng 7 âm lịch năm 55 tuổi, các tháng còn lại khá bình hòa. Từ năm 6 tuổi đến năm 60 tuổi, năm 56 tuổi, mọi việc đều được như ý từ chuyện sự nghiệp đến tài vận và con cái. Năm 57 tuổi có phần hơi xấu, phải chú ý vào tháng 10, tháng 11 và tháng chạp kẻo đau ốm, bệnh tật, lo âu và suy nghĩ. Từ năm 58 tuổi đến năm 60 tuổi được tốt đẹp, tài vận vững vàng, gia môn êm ấm, vui vẻ. Thưa quý vị, xem tử vi chọn đời là cách để chúng ta biết được vận trình cuộc đời của bản thân sẽ diễn tiến như thế nào. Và nhờ vậy thì mỗi người sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai sắp tới. Tuy nhiên, bạn cũng nên nhớ rằng những luận giải chỉ mang tính tương đối. Bạn không nên quá bi quan, chán nản nếu như mà vận mệnh của mình không được như ý và không được tốt đẹp qua cái phần mà chúng tôi vừa mới luận đoán. Bởi vì như chúng ta vẫn thường hay nói với nhau, đó chính là đức năng thắng số năng. Sống tích cực thì chúng ta sẽ có được kết quả tích cực.